tất cả quý vị và các bạn. Thì với một cái khu lăng mộ nằm ở trên đồi hoặc là nằm ở một cái thế đất mà nó cao từ phía bên trong và thấp ở phía ngoài, thì mình nên bố trí như thế nào cho hợp lý? Thì đấy là một trong những cái câu hỏi mà được rất là nhiều khách hàng hỏi mình trong thời gian vừa qua, đặc biệt là những khách hàng ở trong khu vực Nghệ An, Hà Tĩnh. Tại vì đa số ở trong những cái khu vực này thì các khu lăng mộ thường nằm ở các cái vị trí là trên đồi, thế nên đa số là địa hình dốc. Thì hôm nay Đá Minh Anh Quân xin được giới thiệu đến mọi người một công trình như thế. Thì xin mời mọi người vào trong công trình này để tham quan xem là các cái hạng mục ở trong này được bố trí như thế nào cho hợp lý. Thì ngay từ ngoài đường vào thì công trình này, cái cốt của khu lăng mộ này, cái cốt thấp nhất của khu lăng mộ này, nó chênh với cốt đường đâu đó nó khoảng tầm 6 mét. Và đương nhiên rồi thì chúng ta phải làm đường đi từ phía dưới lên, và phía đằng trước của khu lăng mộ này được bố trí một bộ cổng, nó cũng rất là cân đối hài hòa với cái diện tích của tổng của khu lăng. Thì mọi người cùng xem và cảm nhận các cái hạng mục trong công trình này. Về các cái sản phẩm đá thì hôm nay mình sẽ không giới thiệu nhiều, mà mình chủ yếu là giới thiệu về cách bố trí, cách sắp xếp làm sao cho công trình hợp lý nhất, hài hòa nhất với cái thế đất là nó dốc từ bên trong và thấp từ bên ngoài như thế này. Thì xin mời mọi người đấy đi vào. Thì cũng như các công trình mà chúng tôi thường làm thì có một bức bình phong chấn, bức bình phong chấn như thế này. Thì con cháu đi sang hai bên để mọi người vào trong đây. Ở bên trong này thì mọi người vào chắc là cũng rất là ngạc nhiên, tại vì bác chủ đầu tư này là một trong những cái người rất là tinh tế. Bác ấy bố trí sắp xếp các hạng mục cây xanh, các cái hạng mục nó theo một cái thứ tự nó rất là hài hòa cân đối. Thì ở phía đằng sau của khu lăng ấy, nơi chính giữa, nơi cao nhất thì là bố trí lăng thờ. Đây là lăng thờ chung cho cả cái khu lăng này. Thì để làm nổi bật được cái phần lăng thờ ấy, thì bác ấy cho xây cái đế bê tông này. Cái đế này thì hiện tại là chưa ốp đá, tại vì là đang chờ cái dòng đá mới về thì bác ấy cho ốp. Thì để cho cái công trình nó thêm nổi bật hơn, thêm trang trọng hơn, thì là cái lăng thờ được đặt ở phía đằng sau chính giữa của đất và đưa lên cái vị trí cao nhất. Đấy, để nó làm nổi bật được cái nơi lăng thờ chung này thì trông nó trang trọng hơn, ý nghĩa hơn. Và để cho cái khuôn viên nó phù hợp này hòa, thì hai cái giải đất phía bên lăng thì bác ấy bố trí để làm khuôn viên cây xanh. Thì những cái cây mà bác ấy chọn ở trong cái công trình này toàn là những cái cây như là cây tùng, la hán hay là cây tùng cối, đều là những cây nó rất là khỏe, những cây tự nhiên rất là khỏe, ít phải chăm sóc, và cái tán của nó rất là ổn định. Ổn định về tán, ổn định về dáng, chỉ một năm chỉ cần tỉa khoảng tầm 2 lần thôi là ổn. Thì như tôi đã nói ngay từ ban đầu ấy, thì công trình này cao ở phía trong, thấp ở phía ngoài. Thì như những công trình khác ấy, thì là có thể là bố trí là đây là những cái tường lan can đá. Nếu mà tường lan can đá làm thì nó sẽ không cao được như thế này. Nó không cao được như cái tường này. Ở đây bác ấy dùng cái biện pháp là bác xây sau đó bác cho ốp gạch. Thì nó tạo một cái thế rất là hay, như mọi người nhìn thì thấy nhá. Thì cao ở phía đằng sau và hai bên thấp dần. Thì hai cái bức tường hai bên này này, nó giống như hai cái tay ngai. Nó giống như hai cái tay ngai, thì toàn bộ khu lăng mộ này giống như một cái thế nó rất là vững chắc. Tức là cao ở phía trong, thoai thoải ở phía hai bên, và bố trí cái tường với cây xanh nó rất là cân đối. Thì các cái hạng mục đá mỹ nghệ ở đây thì bác ấy sử dụng là lăng thờ này, các cái phần mộ đá này, phía đằng trước bộ cổng bình phong, và toàn bộ cái phần nền ở bên dưới này đều dùng bằng đá tự nhiên. Thì cái câu chuyện ở đây đó là bác ấy kết hợp giữa các loại vật liệu với nhau nó rất là hợp lý và hài hòa. Thì em ơi, đây em quay ra đây, tức là cái màu của gạch mà bác ấy dùng ốp tường ở đây này, bác dùng ốp tường ở đây nó cũng giống màu đá. Và khi mà lên một cái tổng thể này giữa cái màu đá xanh rêu tự nhiên với màu gạch này, với thảm cỏ, với cây xanh, thì nó tạo nên một cái tổng thể rất là đẹp. Để trang điểm cho khuôn viên ấy, thì ở phía đằng trước bác ấy bố trí hai cây đại có dáng rất là đẹp. Như mọi người nhìn thấy ấy, đối với những cái vị trí nào mà làm đường đi, đây em ơi, những cái vị trí làm đường đi thì là ốp đá hết, ốp đá lát đá hết. Còn những cái vị trí quy hoạch cho các phần mộ về sau này thì để thảm cỏ, để cây xanh, thì thứ nhất là trông nó vừa hợp lý hài hòa, mà trông một cái khuôn viên nó rất là mát. Thì nói thêm về công trình này, ở công trình này thì có hai mẫu mộ. Một là cái mẫu mộ đôi như thế này. Đây, em quay ở cái góc chéo này cho mọi người nhìn thì sẽ nhìn được bao quát hơn. Góc chéo thì cái mẫu mộ đôi này nó rất là hài hòa, và cái mẫu thiết kế tức là mọi người nhìn làm rất là đơn giản, nhưng mà cái câu chuyện ở đây ấy, tức là bác ấy nhấn mạnh về cái tỷ lệ của cái sản phẩm, và hai nữa là cái chất lượng đá.
thì tất cả những cái sản phẩm ở trong công trình này đều làm được làm bằng cái chất liệu đá xanh rêu. Và các cái mẫu mộ này thì thiết kế đơn giản thôi, không quá là cầu kỳ về đường nét, hướng đến cái sự đơn giản, tức là tối giản đi để làm sao cho cái sản phẩm nó sẽ đẹp lâu, nó bền lâu nhất. Và cái mẫu mộ thứ hai là mộ đơn. Cái mẫu mộ đơn này có kích thước là rộng 89, dài 1m67. Đấy, thì cũng làm rất là đơn giản thôi. Đây như mọi người nhìn thấy nhá, mình không giới thiệu sâu, chỉ nói qua về kích thước thôi. Rộng 89, dài 1m67, rất là cân đối. Ở đây như mọi người nhìn thấy là có 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7 ngôi mộ là chưa có bia, tức là làm chờ. Thì đây cũng là một cái điều rất là hay, rất là văn minh của những người mà có tri thức, có trình độ, có sự hiểu biết. Thì các bác ấy tính cho tương lai, thì sau này khi mà cái việc nó đến ấy, thì cứ thế thôi, không có phải mất công là đào xây dựng rồi là làm nó rất là phức tạp. Đấy, thì đây là một trong những cái điều rất là hay. Nhưng mà cái công trình này thực ra là nó đẹp ở rất là nhiều yếu tố. Tại vì là khi mà vào đến đây ấy, thì công trình này nằm ở trong một cái thế đất rất là đẹp, tức là phía đằng sau tựa lưng vào một quả đồi và phía đằng trước hướng ra. Đây em quay ra phía đằng trước cho mọi người nhìn, một cánh đồng rất là rộng. Đấy, cánh đồng rất là rộng. Có thể nói là cái thế đầu tựa sơn chân đạp thủy đấy. Thì phía đằng trước này toàn bộ các cái hạng mục là đá mỹ nghệ anh quân bố trí, nó cũng rất là hài hòa và cân đối thôi, để nó tô điểm được, làm nổi bật lên được cái vị trí đẹp, cái thế đất đẹp cho công trình này. À em ơi, có một cái vấn đề như này đây. Có nhiều bác hỏi là bữa trước ở các video trước thì là đá mỹ nghệ anh quân có hướng dẫn cái cách làm cánh cổng cho khu lăng mộ như thế nào cho hợp lý, mà quân chỉ tả thôi chứ chưa có công trình nào thực tế, thì mọi người xem chưa hiểu được. Đây em quay về đây để anh chỉ cho các bác thấy. Đây, đây em đứng lùi xa ra một chút đi. Đấy, thì là như thế này. Ở các cái câu chuyện trước ấy, thì mình có nói là nhiều bác ấy, bác đem bác khoan vào đá này, để bác bắt cái bản lề vào đá này, sau đó là hàn cánh cổng vào. Thì cái câu chuyện là nó không bền, nó chỉ được một thời gian ngắn thôi. Thì là chính cái chỗ mà mình khoan vào đá, mình bắt vào đá, nó sẽ bị rỉ ra, nó bị han đi, và lâu ngày là nó không đảm bảo chắc nữa. Thì mình có nói là các bác nên chôn một cái tiếp sắt như thế này. Đấy em quay vào cái chỗ cái tiếp sắt này. Các bác nên chôn một cái tiếp sắt này, đừng có hàn một cái gì dính vào đá, tại vì nó không bền đâu, nó chỉ tạm thời nó không bền. Các bác làm tách biệt ra một cái tiếp sắt, sau đó các bác hàn cái cánh cổng vào thì nó rất là hợp lý. Và ở đây này, ở đây là một cái chốt như thế này, chốt xuống là được, không cần phải là quá cầu kỳ. Và cũng nói thêm là các cánh cổng ở các khu lăng mộ thì các bác nên làm bằng những cái vật liệu mà nó dùng từ là nó bình dân thôi, nó đừng quá là cao cấp, tại vì nó dễ dẫn đến cái hiện tượng là bị thất lạc, tại vì ở một số nơi thì cái an ninh trật tự nó cũng không tốt lắm. Và để trang điểm cho các công trình khu lăng mộ cái phần cây xanh ấy, thì các bác nên nhớ rằng là mình cũng chỉ nên dùng một số các loại cây chính, ví dụ như này, cây đại này, cây đại đấy, cây đại, cây tùng, tùng la hán, tùng cối. Và các cái loại hoa ví dụ như hoa mẫu đơn, hoa mộc hương, thì đấy là những cái loại hoa mà rất thích hợp để trồng ở ngoài các công trình lăng mộ. Tại vì là đấy là những cây bản địa, nó rất là khỏe cây, không phải chăm sóc nhiều mà nó lại có hương có hoa, thì đấy là một trong những cái điều rất là tuyệt vời. Đấy em đứng ở đấy đi, em quay vào toàn cảnh này giúp anh, để cho mọi người có một cái nhìn toàn cảnh về cái công trình lăng mộ này, nó đẹp và nó đặc sắc như thế nào. Thật ra thì các cái hạng mục nó không quá là cầu kỳ, nó không quá là cầu kỳ, nhưng mà cái câu chuyện ở đây đó là cái sắp xếp, cái bố trí, cái tỷ lệ làm sao nó hài hòa, nó hợp lý, và cái bố cục nó cân đối giữa đá này, giữa cây xanh này và các hạng mục, cái tỷ lệ của nó đẹp thì nó tạo nên một công trình đẹp. Đấy là một cái điều vô cùng quan trọng. Chứ có rất là nhiều các công trình mà các bác ấy làm là nó bị dùng từ là nó bị sai tỷ lệ ấy. Thì dẫn đến là đầu tư rất là nhiều công sức, thời gian vào, nhưng mà vì cái tỷ lệ nó không đẹp, thế nên cái công trình nhìn nó cũng không có gì là đặc sắc lắm. Nhưng mà ở công trình này là thực sự là mình đánh giá rất là cao bác chủ đầu tư này. Bác ấy là một trong những người rất là tinh tế, rất là tinh tế, có thể nói là như vậy. Bác ấy bố trí tất cả các hạng mục đều rất là cân đối, hài hòa và cái ý tưởng tốt. Đấy, hai bên cái lăng chính này thì bố trí hai cái cây tùng cối này. Nó to lên một chút, tức là nó mạnh lên, thì nó tạo thành một cái tổng thể nhìn rất là vững, rất là mạnh. Thì trong công trình của mình cân đối hơn, hài hòa hơn. Và mọi người lưu ý rằng là cái diện tích giữa thảm cỏ và cái diện tích như là lát ấy, thì mình bố trí làm sao cho nó cân đối thôi, đừng lát nhiều quá, đừng lạm dụng quá, thì trong cái không gian nó bị nóng, nhìn nó bị bí, thì nhìn nó không mát. Một khu lăng mộ thì nên hướng đến cái gì mà nó thiên nhiên nhất, nó bình dị nhất và nó gần gũi nhất thì là sẽ đẹp nhất. Ở dưới gốc cây này đây, ở dưới gốc cây này bác ấy có một cái dưới gốc cây này bác ấy có một cái bộ bàn ghế, một bộ bàn ghế cũ, thế là bác ấy tận dụng luôn để đây. Thì mỗi lần con cháu về thắp hương các cụ ấy thì là có thể ngồi ở đây chờ sắp lễ, chờ hạ lễ. Cái chỗ này tẹo nữa bầu bình nó lấy cái xi nó gắn. Bình ơi,
lấy cái xi gắn cái mặt ghế này lại cho bác này. Cái mặt ghế này bị bong rồi, gắn bằng xi ấy cho nó bền. Đấy, thì ở trong một khuôn viên thì nên có những cái hạng mục như thế, tức là có cây xanh và có những cái chỗ để ngồi. Có rất là nhiều những công trình là các bác ấy không để ý đến cái phần này, là lúc con cháu về ngồi thắp, trong lúc chờ thắp hương ấy thì là không có chỗ để ngồi, chỉ đứng thôi thì rất là mỏi chân, thì nên bố trí như thế. Thì chỉ dành cho những cái khuôn viên rộng có diện tích mới làm được như thế. Đây cũng như các cái công trình khác, để công trình thêm uy linh hơn, trang nghiêm hơn, thì phía bên ngoài mình có bố trí một đôi nghê. Đôi nghê này là đá trắng nhá, đá trắng, cái loại trắng trắng chất lượng cao nhất của Nghệ An, và do những cái nghệ nhân trong xưởng đá Minh Nghệ Anh Quân chế tác. Thì thời gian gần đây là có rất nhiều khách hàng chọn những cái vật phẩm phong thủy như thế này để đi theo công trình tâm linh. Đấy, mọi người đứng vào nhìn vào thì các cái tỷ lệ của những cái phần cột này, rồi là những cái phần tường rào các thứ, thì bố trí tỷ lệ nó rất là cân đối. Đấy, rất là hợp lý. Em đi cẩn thận đấy, đi lùi xuống dốc là nguy hiểm đấy. Đấy, rất là cân đối, rất là hợp lý. Rồi, cảm ơn các bác nhá. Thì các bác nào mà đang chuẩn bị xây dựng các công trình khu lăng mộ ở những cái diện tích mà nó dùng từ là nó có cái sự lệch cốt rõ ràng như thế này, thì các bác cứ gọi điện hoặc là nhắn tin trực tiếp ở trên kênh của em ấy, em sẽ tư vấn giải đáp giúp các bác để làm sao mình xây dựng, mình quy hoạch được công trình nó hợp lý nhất. Và các bác hãy ấn nút đăng ký kênh nhá, để xem được những cái video mới nhất, những video cuối năm này thì đá Minh Nghệ Anh Quân có rất nhiều công trình, những công trình rất là đặc sắc, thì mọi người nên xem để mình rút ra được những cái gì hay ở công trình này và mình áp dụng vào công trình nhà mình chuẩn bị xây sắp tới. Xin cảm ơn các bác rất là nhiều. Xin chào.